Bác sĩ cảnh báo người đến 50 tuổi cấm ăn hành tây nấu theo kiểu này, kẹo máu dồn lên não, sốc chết đột tử. Rất vui khi được gặp lại bà con cô bác trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Bà con cô bác thân mến, hành tây là thực phẩm cũng quá quen thuộc trên mâm cơm của mỗi gia đình. Loại củ này được sử dụng để xào, nấu canh hoặc là làm nem rán. Thậm chí đây cũng là loại củ chữa được rất nhiều bệnh hiệu quả. Nhất là bệnh đau nhức xương khớp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu chúng ta sử dụng sai cách, nó có thể gây hại cho sức khỏe đấy ạ. Vậy thì đâu là những sai lầm cần tránh khi ăn và chế biến hành tây? Các bác hãy cùng với An Tâm Sống Khỏe đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Hành tây có mùi vị kén người ăn và những giọt nước mắt trong quá trình chế biến là lý do mà chúng không thực sự phổ biến trong thực đơn hàng ngày. Nhưng thực chất hành tây là một loại thực phẩm vô cùng giàu vitamin và các chất dinh dưỡng, giúp cải thiện sức khỏe một cách toàn diện. Cụ thể, hành tây giúp giảm nguy cơ loãng xương. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn hành tây có thể tác động tích cực đến mật độ của xương. Một người nếu ăn hành tây đều đặn mỗi ngày trong vòng 1 tháng thì mật độ xương sẽ tăng lên 5% so với những người không ăn và giảm thiểu đáng kể nguy cơ loãng xương, gãy xương. Giảm lượng cholesterol, giúp trái tim luôn khỏe mạnh. Với đặc tính chống viêm rất cao thì hành tây có thể giúp làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Mức cholesterol giảm thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, từ đó tạo nên một trái tim khỏe mạnh hơn. Rất nhiều thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy rằng hành tây có tác dụng giảm cholesterol trong máu, giảm kết vón tiểu cầu, hình thành các cục máu đông, là nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Trong thành phần của hành tây cũng chứa nhiều hợp chất như S-methylcysteine, flavonoid, cron hay quercetin, có khả năng làm giảm glucose và chất béo, tăng bài tiết insulin, rất có lợi cho bệnh nhân tiểu đường. Hành tây hỗ trợ tiêu hóa. Trong hành tây chứa rất nhiều chất xơ, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Không chỉ vậy, hành tây còn giúp thúc đẩy sản xuất các vi khuẩn tốt trong đường ruột, làm quá trình tiêu hóa càng thêm trơn tru và dễ dàng hơn. Tăng cường chất chống oxy hóa. Hành tây có chứa khoảng hơn 25 loại hoạt chất chống oxy hóa khác nhau, chúng rất có lợi cho cơ thể. Các hoạt chất này không chỉ bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh mà còn có thể ngăn ngừa các tổn thương tế bào, cải thiện thị lực và sức khỏe răng miệng. Hành tây có khả năng tiêu diệt vi khuẩn có hại trong miệng, từ đó cải thiện vệ sinh khoang miệng. Nhờ vào đặc tính kháng khuẩn của chúng thì răng của chúng ta sẽ chắc khỏe hơn. Ngoài ra, trong hành tây cũng chứa quercetin, là một chất giúp chúng ta phòng chống bệnh đục thủy tinh thể, bảo vệ đôi mắt, cải thiện giấc ngủ. Các nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Colorado đã cho thấy rằng việc tiêu thụ hành tây có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của bà con. Trong chúng có chứa các hợp chất xơ giúp thúc đẩy quá trình hoạt động của đường ruột và làm giảm căng thẳng, từ đó tạo nên một giấc ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chống lão hóa, cải thiện làn da. Lượng vitamin C dồi dào như vitamin A, E, C trong hành tây giúp cải thiện làm da của chúng ta thêm sáng, thêm mịn. Chúng cũng làm giảm mụn trứng cá và theo một số nghiên cứu, gel chiết xuất từ hành tây có khả năng làm sáng và làm mờ vết sẹo. Hành tây cũng có tác dụng phòng ngừa các bệnh ung thư. Do có chứa hợp chất lưu huỳnh nên hành tây có khả năng ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư thực quản, đại tràng, trực tràng, vú, buồng trứng, tuyến tiền liệt và thanh quản. Các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ sẽ làm giảm mức cholesterol trong cơ thể và giúp phá vỡ cục máu đông, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Flavonoid đến từ các thực vật cũng được tìm thấy đặc biệt dồi dào trong hành tây. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người áp dụng chế độ ăn nhiều flavonoid trong thời gian dài sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer đáng kể. Theo đông y, tuy rằng hành tây có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe là vậy, tuy nhiên vị cay nóng trong hành tây có thể khiến tình trạng của một số bệnh khó thuyền giảm. Thậm chí với một số bệnh như là người bị yếu sinh lý, huyết áp thấp, đau dạ dày, việc ăn hành tây có thể khiến bệnh của bà con nặng thêm rất nhiều. Những người đau mắt đỏ hãy hạn chế ăn hành tây. Bởi vì theo đông y, đau mắt đỏ do can phong nhiệt. Vì vậy, người bị bệnh nên kiêng các gia vị cay, nóng và trong đó có hành tây. Loại gia vị này có thể gây cảm giác nóng cho đôi mắt hoặc là làm tình trạng sưng đỏ trầm trọng hơn. Thứ hai, phụ nữ mang thai bị sung huyết. Phụ nữ mang thai bị ngứa da hoặc sung huyết, bị bệnh liên quan đến mắt, chúng ta đừng ăn hành tây. Ngoài ra, cũng không nên ăn quá nhiều để tránh bị đầy hơi, trung tiện nhiều. Một số người bị dị ứng với hành tây có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, khó thở, chảy nước mũi, phát ban, tiêu chảy, sốc phản vệ trong trường hợp nặng. Những người bị đau dạ dày cũng hạn chế ăn hành tây. Những người có các vấn đề về dạ dày chúng ta không ăn hành tây sống vì nó có thể gây tình trạng chướng hơi, đau bụng, chứa một số chất độc chỉ khi được nấu chín mới loại bỏ được. Những người sinh lý yếu. Theo y học cổ truyền, để phòng chống các chứng bệnh được gọi là yếu sinh lý như liệt dương, xuất tinh sớm, suy giảm ham muốn tình dục, ngoài việc dùng thuốc, châm cứu, xoa bóp và tập luyện khí công dưỡng sinh, còn phải chú ý đến việc lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp. Những người yếu sinh lý do tâm lý
lưỡng thư thường có biểu hiện như là sắc mặt vàng úa, mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, kém ăn, kém ngủ nên kiêng ăn hành tây. Những người bị huyết áp thấp cũng vậy. Bên ngoài hành tây có chứa nhiều hoạt chất như cetone, prostaglandina. Đây là những chất có khả năng làm giảm huyết áp, tăng lưu lượng máu mạch vành. Vì vậy, người huyết áp thấp chúng ta hãy hạn chế ăn hành tây. Ngoài ra thì hành tây cũng có thể biến thành chất độc gây nguy hiểm khi kết hợp với các thực phẩm như sau. Đầu tiên là tôm. Hành tây kết hợp với tôm sẽ hình thành canxi oxalate, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi canxi oxalate, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là thận. Sau đó khi nấu ăn, bất kể là bà con cô bác có thích ăn tôm đến đâu, chúng ta đừng bao giờ kết hợp tôm với hành tây, kẻo gây bệnh tình cho sức khỏe. Thứ hai, cá. Trong thành phần dinh dưỡng của cá chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, rất giàu protein, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bà con cô bác mà kết hợp cá với hành tây, sẽ khiến protein của cá bị kết tủa, lắng xuống dạ dày, không chỉ làm giảm các chất dinh dưỡng, chúng còn gây tình trạng khó tiêu, đầy hơi, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con. Ngoài ra, khi kết hợp cá và hành tây, thì omega 3 trong cá sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng. Thứ ba, dòng biển. Trong thành phần dinh dưỡng của dòng biển chứa iốt và canxi rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bà con cô bác kết hợp dòng biển và hành tây cùng một lúc, chúng sẽ có nguy cơ hình thành sỏi thận. Ngoài ra, nếu bà con cô bác mà kết hợp dòng biển với hành tây cũng sẽ gây tình trạng khó tiêu, rối loạn tiêu hóa trầm trọng. Và thứ tư, mật ong. Các bạn nội trợ khi nấu ăn hoặc làm thức uống dinh dưỡng với hành tây, chúng ta tuyệt đối đừng sử dụng mật ong vào các món ăn và thức uống. Hành tây và mật ong là hai thực phẩm không tương thích với nhau. Cô bác nên sử dụng hai loại này một cách riêng rẽ và không sử dụng cùng một lúc, kẻo mang lại thảm họa cho sức khỏe. Bởi vì sự kết hợp tưởng chừng như vô hại này có thể tạo ra các chất tổn thương cho vùng mắt nếu ăn một lượng lớn, cô bác có thể bị mù lòa. Cho nên để bảo vệ cho đôi mắt, khi chế biến các món ăn, món nào đã dùng mật ong, chúng ta đừng thêm hành tây và ngược lại. Ngoài ra, cô bác cũng được khuyến cáo là không được ăn hành tây quá nhiều cùng một lúc, điều này có thể gây ra các vấn đề về thị lực và sốt cao. Và dù được đánh giá là một trong những thực phẩm chứa nhiều lượng dưỡng chất hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ bụng an toàn, hiệu quả, tuy nhiên nếu không sử dụng hợp lý sẽ gây phản tác dụng, ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Do đó, để đạt được hiệu quả tốt nhất khi ăn hành tây để giảm cân thì cô bác cần lưu ý một số điều như sau. Chúng ta chỉ nên ăn hành tây khoảng 3 đến bữa một tuần mà thôi, để giảm béo, giảm cân hay là để tăng cường sức khỏe, bởi vì ăn nhiều quá có thể gây ảnh hưởng cho dạ dày, xảy ra chứng khó tiêu. Khi ăn quá nhiều hành tây vào có thể dẫn đến tình trạng bị dị ứng và nổi mẩn đỏ khắp người. Nhưng trường hợp này là rất hiếm nên cô bác cũng không cần phải quá lo lắng. Tương tự như tỏi và hành củ thì trong hành tây cũng chứa hợp chất là sulfuric, nên nếu chúng ta ăn quá nhiều, chúng sẽ lan lỏi vào máu gây ra tình trạng mùi hôi khó chịu và cơ thể của chúng ta sẽ có mùi hành tây. Tuyệt đối không ăn hành tây khi đã mọc mầm vì chúng sẽ sinh ra các độc tố ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Nếu bà con cô bác mắc các bệnh lý như đau dạ dày, huyết áp thấp, đau mắt đỏ, đang mang thai, cho gần bú, tâm và tỳ hư, chúng ta cũng không nên ăn hành tây. Nên kết hợp ăn nhiều các loại trái cây, rau xanh, điều chỉnh chế độ sinh hoạt, luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe cũng như thúc đẩy quá trình giảm cân nhanh chóng. Uống đủ nước, khoảng 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày để cơ thể chúng ta detox mọi độc tố bên trong được tốt hơn, từ đó giúp bảo vệ tiêu hóa hoạt động ổn định, góp phần hỗ trợ giảm cân. Ngoài ra, cô bác cũng có thể gặp phải một số tác dụng phụ khi sử dụng hành tây, chẳng hạn như đau mắt, ngứa gian, nóng rát ở cổ họng, nổi mẩn đỏ sau khi ăn hành tây. Và nếu gặp phải một trong các triệu chứng trên, cô bác hãy tìm đến bác sĩ để được tư vấn và thăm khám kịp thời cô bác nhé. Hành tây là một trong những nguyên liệu nấu ăn phổ biến trong mỗi gia đình để làm tăng thêm hương vị cho món ăn. Tuy hành tây có vị cay, không phải ai cũng có thể ăn được, nhưng chúng lại rất tốt cho sức khỏe và là vị thuốc hữu nghiệm, có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người. Do đó, bà con cô bác, đặc biệt là các bà nội trợ, cần biết cách chọn hành tây khôn ngoan để mua được loại hành tây an toàn, đảm bảo cho sức khỏe của chính mình và cả gia đình. Xét về màu sắc thì vỏ hành tây Trung Quốc có màu xanh hoặc là màu đỏ đậm, còn vỏ hành tây Việt Nam thường có màu vàng. Hành tây Trung Quốc có ruột màu trắng hơi ngả sang màu xanh, trong khi đó hành tây Việt Nam thì có màu trắng. Về kích thước, hành tây Trung Quốc củ to, dài hơn, các củ kích cỡ to đều nhau. Hành tây Việt Nam thì củ nhỏ hơn và kích cỡ cũng không đều nhau. Về vỏ bên ngoài thì vỏ hành tây Trung Quốc rất bóng và nhẵn, trong khi đó vỏ hành tây Việt Nam bề mặt vỏ thẫm màu hơi sần, không có độ căng bóng. Do đó, người tiêu dùng cũng không nên ham mua các quả to, nhẵn bóng đẹp mắt. Khi mua hành tây về nhà, nếu cắt ngang bề mặt mà bà con thấy đẫm nước thì đó chính là hành tây Trung Quốc. Còn hành tây Việt Nam khi cắt ra thì khô và ráo nước. Do đó, nếu cầm mà thấy nặng tay, cầm thấy mua hành tây căng nước, củ hành tây rất nặng thì chúng ta không nên mua, rất có thể đó là hành tây Trung Quốc bị tẩm thuốc đấy ạ. Ngoài ra thì khi lựa chọn hành tây, người tiêu dùng chúng ta cũng nên lựa chọn những củ hành tây nhiều rễ, phần cuống hơi dài một chút.
những củ hành tây được nhập từ Trung Quốc về thì không có rễ và cuống ngắn hơn so với hành ta. Bên cạnh việc nhận biết hành tây Trung Quốc thì bà con cô bác cũng cần biết lựa chọn hành tây tươi ngon. Khi lựa chọn hành tây thì cô bác hãy tránh mua củ hành tây đã mọc mầm, màu sắc không đều nhau bởi củ hành tây đó sẽ không còn tươi và vị sẽ rất đắng. Khi mua hành tây về, cô bác cần để hành tây ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh những nơi có nhiệt độ quá cao. Hành sẽ bị thối rữa, còn những nơi có độ ẩm thấp, hành sẽ nhanh chóng mọc mầm. Nếu cất giữ hành ở tủ lạnh, hãy hạn chế sử dụng túi ni lông để gói ghém chúng, thay vào đó hãy bọc chúng bằng giấy thiếc để hành kéo dài được độ tươi ngon. Tránh tuyệt đối việc sử dụng hành sống chung với hành tây, bởi đây là hai loại củ có độ ướt rất cao, chúng có thể khiến hành nhanh chóng bị hỏng. Cô bác nên bảo quản hành tây trong túi giấy, đặt mỗi củ riêng trong một cái túi để bảo quản được lâu. Chú ý là nên tạo lỗ thoát khí cho hành tây, tránh bị thối, bị nhũn. Ngoài ra không nên bảo quản hành tây trong túi ni lông, vì túi ni lông thường bí khí, khiến hơi nước đọng vào, làm hành tây khó thoát nước và dễ bị hỏng hơn. Khi chế biến hành tây, sau khi đã sơ chế qua, ví dụ như là cắt lát hay là thái nhỏ, bà con cô bác hãy dùng hành tây càng sớm càng tốt, tránh để tiếp xúc lâu trong không khí, hành tây sẽ bị oxy hóa và trở nên có đắng. Trong trường hợp không dùng ngay hoặc không dùng hết, cô bác nên cho hành tây vào hộp thủy tinh có nắp đậy kín. Để hành bớt hăng và các món ăn thêm ngon, hãy ngâm chúng vào một tô nước lạnh khoảng 30 phút rồi vớt ra để cho ráo. Lúc này thì hành sẽ vừa giòn, vừa ngọt, vừa dễ ăn và không còn mùi hăng, đắng, khó ăn nữa. Bà con cô bác thân mến, có thể nói hành tây là một gia vị và nguyên liệu không thể thiếu trong rất nhiều món ăn, mang đến các lợi ích sức khỏe cho người sử dụng. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta muốn sử dụng bao nhiêu cũng được và không phải ai cũng có thể dễ dàng sử dụng loại củ này. Thông qua những chia sẻ trong nội dung chương trình, hy vọng rằng bà con cô bác sẽ có được những thông tin kiến thức hữu ích để việc chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như gia đình mình được tốt hơn nhé. Ngoài ra, cô bác cũng có thể tham khảo thêm các bài thuốc chữa bệnh đau nhức xương khớp từ củ hành tây đã được chia sẻ trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con cô bác. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.